Các chị đấy, các chị phụ, các chị bây giờ làm quá quen đúng không các chị? Các chị bảo với tôi là từ khi mà lên máy là các chị trẻ ra đấy. Đỡ vất vả hơn. Đỡ vất vả hơn đấy. Và máy rất là sạch sẽ anh em ạ. Đây đang bơm lên tầng 4 anh em ạ. Bơm 3 4 nhà 3. 4 anh em. Tầng 4. Đây anh Thủy này. Hôm nay là mình phun trần hay phun tường anh? Phun trần. Hôm nay mình là quá tuyệt vời, lát nữa cho anh em xem phun trần là quá đẹp rồi. Trần cũng phun được, tường cũng phun được. Vâng vâng. Chị em đỡ vất vả. Còn bây giờ quen rồi. Lên gác thế này này. Ngày trước cũng phải tơi lên đúng không? Tơi lên trên lại đảo tiếp nữa. Đảo tay xong rồi bắt đầu hất lên ở trên giáo đấy cho các ông phun, cho các ông vào tường. Bây giờ không được vào đấy. Bây giờ hai chị là chức to nhất đấy. Bây giờ các ông mà không ngoan là tôi đứng ở dưới này tôi chả bấm là thôi đấy. Thôi chắc em đi lên đây xem tí là thế nào lát rồi xuống. Vâng. Nhá, lên trên đi. Nó nhìn quá mấy. À. Ok anh em, đây là đang phun lên từ tầng 1 đến tầng 4 anh em, mà đang phun trần này. Đấy, đây là kỹ thuật trưởng này. Đấy. Đây anh em đang làm này. Dạ đấy, ok để hôm qua một tí để em ra luôn. Đây là ông đang phun phó giám đốc phun. Sao anh xanh gì? Đây anh em này, cho em này. Đấy. Đây anh em. Máy là đặt dưới đất rồi. Đây. Phun cao độ này khoảng độ 15, 17, 16 mét. Đúng rồi. Lên đến trần cơ mà. Đúng không anh? 16 mét tầm. Đấy. Đây là giới thiệu với anh em, đây là anh Thủy anh em nhá. Anh Thủy ở Quế Võ Băng Đình. Nếu mà anh em nào cần học hỏi kinh nghiệm vâng, cần học hỏi kinh nghiệm là cứ qua anh Thủy chia sẻ nhá. Ở chỗ nào, gọi là ở chỗ nào Băng Ninh anh nhỉ? Quế Võ Băng Đình. Đây anh em thấy này. Còn bà dưới kia là trưởng máy. Rất là tuyệt vời, đây là hai kỹ thuật trưởng ở bên dưới này anh em này. Đấy. Cái chức to nhất đấy. Đấy. Đang phun trần nữa. Đấy. Vâng, cười rất tươi. Chào các chị nhá. Vâng, ok. Rất tuyệt vời anh em ạ. Đấy, phun lên này, anh em xem này. Đấy, lủng lẳng này. Bơm giật lủng lẳng này. Đấy, anh em xem thấy không? Đấy. Phun lên, chiếu kéo này đi chiếu. Cái đó là cương đúng không? Rất là cương đấy đó. Nhìn thấy không? Cương kia có chân đi. Đây là hoàn thiện cốt trần mà sau khi phun này. Đấy anh em đấy. Chưa không em ra rồi anh phun này. Đây anh mặc áo cam đang dùng thước dẹt để gạt vữa để lấy phẳng này. Ngày mai lên YouTube xem anh nhá. Vâng đấy. Quay nó thiếu thì quay thôi. Rất là chuyên nghiệp. Cái lại vắt xuống này. Đấy, nhiều bạn đấy, lấy nước bằng dẹt và cán đấy, cán trần đấy. Đấy. Vâng, đây anh thì đây. Vâng. Cái thầu trẻ tuổi nhưng rất là giỏi. Đấy, dùng thước dẹt để ăn trần anh em ạ. Tầng đang là tầng 4. Phun trong tầng 4. Các anh làm quen rồi, làm rất nhanh nhất rồi. Anh như chuyên cầm vòi đấy nhỉ? Chuyên cầm vòi đấy. Chuyên cầm vòi rồi. Từ hôm đầu ra cứ thấy anh cầm thôi. Chỉ cho anh tính lộn với phụ thôi. Thì mới khỏe được. Đây anh xem về máy anh Thủy để dưới đất. Đây đang vươn lên tầng 4. Anh em thấy này dây rung đất 15 đến 16 mét. Tầm 15 16 mét đấy nhỉ? Hôm nọ anh vun trên tum còn hơn. Trên tum 7-8 mét. Đây anh Thủy. Quanh. Đủ rồi. Kia không cho nốt à? Ăn trước mày. Này lấy với bù thiếu nữa. Trên trần. Đánh 2 bao vữa đéo lắm. Nó ít khi nó bơi bình thường. Nhiều anh em đang thắc mắc là nhìn cái bữa nó có củ da đấy, cái củ da nó dẻo, anh em cứ nghĩ là nhiều xi. Đúng rồi, nhưng thực tế không phải đâu. Thực tế đó không phải là nhiều xi đâu, khi mình bốc là mình biết là nó nhiều cát. À, giảm xi có nghĩa là tốt, tiết kiệm. Thậm chí tới các tường ở dưới tầng 1, tầng 2 nó cộng 8 ít xô nữa, một bao xi. Cái bình thường trộn tay nó lại khác. Đấy là cái này là không có làm tốn vật liệu cho chủ nhà đúng không anh? Đúng rồi, nó không tốn xi. Chát nó mỏng mỏng hơn chát tay, nếu chát tay thường nó khoảng 2 phân hoặc phân 7 đến 2 phân rưỡi, nó dao động. Chát này chỉ 1 phân 1 phân rưỡi thôi. Nhưng quan trọng là ý là nhiều anh em người ta đang nghĩ là cái cấp phối ấy, mình phải trộn nhiều xi ấy, nhưng mà không phải đúng không anh? Cái này kể cả tới thì chát trường học bệnh viện thì vô tư luôn, không phải nghĩ. Cái này không được là được. Từ đẹp lên quá đẹp. Làm một đường. Thôi đéo xuất đấy. Đéo mà xuất thì ốm mà. Đéo xuống mà mới. Nó phải xuất à? À em xuống dưới này xuất cho tao nhá. Lát mà không leo lên, leo quá leo lên. Cao quá lên. Nói tí thì lên đây không? Cháu không hề. Nếu bọn đấy là khoe à? Khoe đỏ. Anh nghĩ ra đấy câu là cháu hề. Bọn đến chơi văn mở ấy, mua được cục đẩy nó đến chơi nó đang mở. Đến mẹ mở ấy, nó là công nhân đang ngủ đi mẹ. Thế này mình phải chửi. Anh làm trường đi. Cho trường. Nó bảo thì nó bảo không hình. Một cái tổ chức nào bình thường thì mình là có bao nhiêu anh nhỉ? Duy trì trên dưới khoảng 6-7 người thợ cả hai phụ là thành 8 người. Đúng rồi, bây giờ hôm nay hiện nay thì có 4-5 thợ với hai phụ thôi. Vâng. Yeah. Anh có thể chia sẻ với anh em là khi mà áp dụng máy này thì mình có đỡ nhân công hơn và cái năng suất có tăng lên được không anh? Nó cái nhân công nó đỡ hơn, cái năng suất thì nó tăng khoảng độ gần như gấp đôi. Rồi, ok. Rồi. Năng suất thì chắc chắn nó gấp đôi. Rồi. Rất tuyệt vời nha bạn. Thì hôm qua áp dụng cái máy này từ lúc mà máy bây giờ là được bao lâu anh nhỉ? Tháng mới gần tháng nhưng mà chưa được tháng. Chưa được tháng nhỉ, mà anh làm mấy công trình rồi? 2 công trình. Chưa được tháng mà được 2 công trình rồi anh em ạ. Xong rồi. Mà công trình to đúng không? Công trình rất to nha. Đây là khoảng 350 mét vuông. Sàn. Rồi 350 350 mét vuông sàn anh em ạ. Cái nhà này là mấy tầng anh nhỉ? Nhà này 4 tầng. Đây là tầng thứ 4 nhưng mà chắc là tung lên tầng 5 kia. Đó, anh Thủy là người gọi là máy bơm rất là cao và xa nữa. 40 mét đấy, 40 mét dây rồi. Cao 16-17 mét ngoài dài đúng 40 mét đấy. 4 cột vòi lấy anh nhìn thêm 2 cột vòi nữa. Đầu tiên là dao có 20 mét, sau anh lấy thêm 10 mét, sau là 10 mét nữa là 40 mét. Ok.